Hello everyone, it's me again, Miss Hoa. Chào mừng các bạn đến với chủ điểm ngày hôm nay của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ra một chủ điểm vô cùng quan trọng và thú vị khi chúng ta đi du lịch. Đấy là gì? Chúng ta phải thuê phòng và trả phòng ở khách sạn. Hay khái niệm trong tiếng Anh của chúng ta sẽ là check in và check out at a hotel. Are you ready? Here we go. Vậy khi chúng ta check in ở khách sạn thì chúng ta sẽ có một số các cấu trúc thú vị mà các bạn có thể sử dụng sau đây. Thường chúng ta đăng ký và đặt phòng ở khách sạn chúng ta đã đặt trước ở nhà rồi trước khi chúng ta đi đúng không? Vậy câu này mình tặng các bạn trong trường hợp như vậy nhé. Đọc lại theo mình nào. Excuse me, I have a reservation. Đọc lại theo mình một lần nữa nhé. Excuse me, I have a reservation. Again. Excuse me, I have a reservation. Perfect everyone. Ở đây từ reservation được hiểu như một danh từ khác trong tiếng Anh là booking, có nghĩa là chúng ta đã đặt trước rồi. Perfect. Và sau khi mà lễ tân khách sạn nhận được câu này của mình thì chắc chắn người ta sẽ hỏi thêm một câu với các bạn. Đó là gì? Can I have your name please? Đọc lại theo mình nhé. Can I have your name please? Tuyệt vời. Câu này rất đơn giản. Đó là các bạn bây giờ nói tên của mình. Và thường nếu như ở nước ngoài thì các bạn hoàn toàn có cần phải spell your name, tức là phát âm tên của mình ra, bởi vì người ta sẽ khó mà đọc được tên của bạn. Vậy cấu trúc các bạn có thể sử dụng là It's Hoa, H-O-A. One more time, It's. Sau đó bạn thêm tên của bạn và bạn spell your name. Vậy lưu ý chúng ta sẽ phải tập phát âm tên của bạn ở nhà trước nhé. Và tất nhiên rồi, sau khi người ta hỏi tên của bạn thì điều quan trọng nữa là người ta cần giữ cái gì của bạn nhỉ? Your passport, tức người ta sẽ giữ cái hộ chiếu của bạn để làm tin đúng không? Vậy câu của người ta sẽ là Can I have your passport? One more time. Can I have your passport? Again. Can I have your passport? Very good. Vậy cái từ mới mà các bạn cần phải nghe được đó là từ passport. Và tất nhiên rồi, bạn sẽ phải đưa cho người ta với cấu trúc Here you are. One more time, here you are. Perfect everyone. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tình huống thứ hai, đó là sau khi chúng ta nghỉ ngơi xả láng rồi, you need to check out. Chúng ta sẽ phải trả phòng và đi chơi tiếp. Vậy các cấu trúc check out của mình sẽ là I wanna check out please. Nhớ lịch sự phải thêm chữ please nhé. Đọc lại lần nữa nào. I want to check out please. One more time. I want to check out please. Nhớ nối âm cho mình nhé. Check out. Perfect everyone. Và tất nhiên rồi, người ta sẽ làm thủ tục để bạn check out. Và tất nhiên đến màn chúng ta đau khổ nhất là phải trả tiền. Vậy trả tiền chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc sau. Can I pay by credit card? Again, can I pay by credit card? Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? Đi nước ngoài thì thường chúng ta sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Còn nếu bạn muốn trả bằng tiền mặt ư? Cấu trúc của mình đây. Can I pay in cash? Again, can I pay in cash? Nhớ cho mình giới từ sẽ phải là in. One more time, can I pay in cash? Perfect everyone. Đây thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Và các bạn ơi, các bạn thấy chưa, tiếng Anh nó cũng chẳng có gì là quá to tát cả. Và chúng ta có thật nhiều tiền, chúng ta đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Sử dụng tiếng Anh thật là hoàn hảo các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See you guys next time.